Theo bà Janet Yellen, vào mùa thu năm ngoái, nhiều nước lo ngại về sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới, cũng như tương lai không chắc chắn. Tuy nhiên, triển vọng đã được cải thiện bởi trong báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổ chức này đã nâng mức dự báo tăng trưởng toàn cầu lên thành 3,2%, cao hơn mức 0,2% so với dự báo hồi tháng 10 năm ngoái. Mức tăng trưởng trên là nhờ lạm phát trên toàn cầu dần được kiểm soát, nhu cầu phục hồi đầy bất ngờ ở Mỹ và châu Âu, chi phí năng lượng giảm và nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại.